Cách đây năm 2008, Kiệt có đi qua Dhurandhara là gặp ngài Đạt Lai Đạt Ma thời đó. Ngài cũng ăn mặn, nhưng mà đến lúc mà ngài khuyên tất cả những vị Rinpoche là những vị cao tăng mà có thần thông á, nên về già á, là cũng phải ăn chay để cho con người của mình nó nhẹ nhàng, để khi mình đi ma quỷ á, là nó bắt buộc nó phải ăn chay, tại vì nó tu những cái bùa phép là nó phải ăn chay. Còn bên đạo Phật mình chánh nghĩa, mục đích mình tu là để mình giữ cái lòng từ bi. Còn tu mà tu thần thông á, là người ta cần ăn chay đó, thì mình cũng phải coi cái chữ ăn chay ăn mặn. Nó tóm lại đức thầy á, là sư phụ Kiệt, cách đây năm ngoái sư phụ có khuyên là con lên trên này nè, lên mạng nè, khuyên người ta ăn chay là vì thời nay á, tất cả những con cá con này con kia nó nuôi bằng chất hóa học và sông ngòi đều bị ô nhiễm làm cho người ta giảm tuổi thọ, cho nên mình bây giờ phải ăn rau ăn cải, mà ăn rau ăn cải nó xịt thuốc không đúng là mình cũng mệt á. Đó là đức thầy khuyên là mình ăn chay, thì Kiệt nói Kiệt dịch lại những cái gì sư phụ dạy Kiệt, thì Kiệt nói là nên ăn chay trường để cho bớt đi người cơ thể của mình nó không có bị chất độc. Chú Kiệt ơi, đức thầy là ai vậy? Đức thầy là Đức Huỳnh Phú Sổ, là giáo chủ của miền Tây, không không biết hả? Trời ơi, nói đức thầy không hiểu là đức thầy. Mà nếu mà con ở ngoài Bắc á, thì thời xưa cách đây 500 năm trước á, là đã có một kiếp làm ngài Nguyễn Bỉnh Khiêm á, Nguyễn Bỉnh Khiêm á, nhà Mạc với nhà Lê hả? Cái đầu đời của cái tựa của này chú đệ là kêu khấn đức thầy xuất hiện á, mà thì cô cũng muốn gieo duyên cái chữ đức thầy cho toàn nước biết là miền Tây không phải đơn giản nha, thấy tàn tàn nha, toàn là sanh ra thánh không á, thánh hiền không á, miền Trung á thấy eo hẹp gì chứ sanh ra là dĩ nhân á, ngoài Bắc là danh nhân, cho nên nước Việt mình á toàn là nhân tài á, 100 triệu người ai cũng là nhân tài hết. Chú thương hết, thương người Bắc, thương người Trung, thương người Nam, chú thương Trung Cộng, Trung Quốc, chú thương hết, nhưng mà những cái ác chú không có thương, chú chỉ theo cái thiện thôi, cho nên tánh của chú là vậy. Người ta nói chú là thuộc dạng bao đồng là cũng đúng á. Ai ai đưa hỏi chú Kiều ơi, 24 người con đầu của Thượng Đế đang làm gì ở đâu ạ? À? Thì có một thằng đang ngồi đây nói chuyện con nè, còn mấy người kia cũng có nhiệm vụ của họ, nhưng mà quan trọng xuống đây có những người cũng quên á. Tony Nguyễn, chú Việt ơi, mở một cuộc thi viết tâm thư kêu gọi tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đi chú. Mở một cái tâm thư hả? Mới mở đó là mình lập đảng hay sao ta? Khi nào chú làm gì á? Chú không có, chú ở có một mình một ngựa với một cái điện thoại đây ngồi nói chuyện với quý vị thôi, chứ chú sau lưng chú không có ai phụ giúp gì hết, chú cũng không thuộc đảng nào, có sáu con số không trên núi ai cũng biết đó. Không danh không lợi không vận động gây quỹ, không làm phiền, không liên hệ bất kỳ tổ chức nào, nghĩa là không có, chú không có nằm trong hội đoàn hay tổ chức nào với ai hết, và không có chính trị cũng không có làm phiền ai. Chú chỉ lên đây để mà báo tin thôi, chú thuộc dạng truyền tin. Còn viết mấy cái tâm thư đó, ngoài đó có những nhà yêu nước, những nhà trí thức đó, người ta nên làm. Chú ơi, Nguyễn Đăng Khoa, chú ơi, đợt mọi người khấn tuổi thọ cho chú được nhiều mà.
Ồ, chú khấn cho ông Trump quay trở lại để mà trấn an thế giới. Tại nước Mỹ mà không có bình an, thế giới sẽ không bình an nha. Một trong gia đình có một người bệnh, cả gia đình không cũng không có vui nữa. À, một trong một cái nhóm người, một cái tập thể hay là bất cứ cái gì, hãy có một người có chuyện thì nó không bình an. Thì thời đó chú thấy chỉ ông Trump là người đại nghĩa, ổng là ở trên sai ổng xuống, nhưng mà bị